Sau đây là tem của động cơ điện 3 pha, công suất 0,55 kW, 3/4 ngựa. Mã của sản phẩm là 80M1, 4 cực điện. Điện áp là 220-380V. Ampere định mức khi đầu tam giác là 2,71A, khi đầu sao là 1,57A. Tốc độ trung bình của động cơ điện là 1390 vòng trên phút. Tần số là 50Hz. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP55. Cấp chịu nhiệt là F. Chế độ làm mát toàn phần IEC 34-1. Chế độ làm việc S1, hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Hệ số cốt hiển thị khả năng tiết kiệm điện năng.